Giới thiệu với các bạn, đây là hạt giống ngô ngọt Live F1 Golden Coast. Đây là giống ngô ngọt của công ty Hai Mùa Tinh Đỏ Thái Lan. Gỗ này là gỗ 500g. Về đặc tính giống, cây sinh trưởng khỉ, vị trí đóng trái thấp, ít tua nghẽ, thu hoạch từ 66 đến 68 ngày sau gieo. Lá bi xanh, trái to, trọng lượng trung bình từ 500 đến 550g một trái. Hạt đầy cùi, thẳng hàng, tán lực ăn ngon, mềm và ngọt, thích hợp ăn tươi và chế biến. Về khoảng cách trồng, khoảng cách trồng 75 cm x 25 cm, lượng giống trung bình từ 5 đến 6 kg trên 1 hecta, độ nảy mầm trên 80%. Về mặt trước bao bì, mặt sau bao bì có ghi thông tin về hạn sử dụng, thông tin công ty. Bạn này đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình hoặc link mua sản phẩm bên dưới. Chào tạm biệt.